Xin chào các bạn. Trước đây, Xiaomi sẽ tập trung rất mạnh vào hiệu năng, vào giá bán để đẩy doanh số chiếm thị phần, chứ sẽ không chú trọng quá nhiều vào thiết kế. Và trên tay của mình đây là Xiaomi 11 Lite 5G NE, một trong những điện thoại hiếm hoi có thiết kế mỏng nhẹ nhất của Xiaomi tính đến thời điểm hiện tại mà mình đã từng được trải nghiệm. Máy được trang bị con chip Snap 778G, cũng gọi là ngon ở phân khúc máy chính hãng rồi. Trong video này, mình sẽ test thử hiệu năng ở trên Xiaomi 11 Lite 5G NE với game PUBG Mobile lúc không có sọt lạnh và lúc có sọt lạnh. Ok, vào về thôi. Mình đã update máy này lên phiên bản Android 12 và phiên bản MIUI 13.0.2 rồi. Tất cả thông số trong này chúng ta sẽ có RAM là 8GB cộng thêm 3GB ảo và bộ nhớ trong sẽ là 128. Mình sẽ để độ sáng màn hình tầm khoảng 90% và có chơi bằng kết nối Wi-Fi. Ok, lượt chơi đầu tiên chúng ta sẽ chơi PUBG với chế độ không gắn sọt lạnh. Về phần đồ họa, mình sẽ cài đặt ở mức mượt, tốc độ khung hình là cực độ và khử răng cưa 2x. Gần thế. Rất là gần các bạn nhé. Được cái Xiaomi 11 Lite 5G NE trang bị loa kép, thành ra thì âm thanh khi mà nghe tiếng bom nổ rơi chỗ nào biết ngay chỗ đấy luôn. Hết rồi, ra thôi. Ôi. Gần 5 phút rồi mà chưa bắn được ông nào. Rồi, đi tìm thôi. Bạn. À đây. Tông phát kéo luôn. Ôi, nhỏ quá. Ui, hơi nhỏ. Sao trở lại? Là như nào? Mình chưa hiểu lắm nhá. Chết rồi, vẫn quay lại chơi tiếp này. Ảo nhờ. Cái đoạn mình vừa chết ấy, FPS giảm sâu khủng khiếp. Cái đoạn chết rồi mà quay lại hơi ảo nha. Update mới hả? Các bạn thấy cái biểu đồ FPS không? Nó không được đều nhỉ? Cứ kiểu lên xuống nó không được ổn định ấy. Tí mình thử chuyển sang con sọt lạnh xem nào. Xem cái biểu đồ nó ổn định hơn không. Cứ hết 55 lại lên 59 lại 60. Rồi, cũng được khoảng hơn 10 phút chơi game rồi các bạn. Phần trăm pin hiện tại còn 63%. Đây là nhiệt độ của máy sau khoảng 10 phút chơi PUBG các bạn này. Ở mặt trước là 37 độ C. Khu vực mặt sau là 35,5 độ. Sau đây sẽ là biểu đồ FPS khoảng hơn 10 phút mình chơi PUBG Mobile không gắn sọt lạnh. Các bạn có thể thấy cái biểu đồ nó rất là gập ghềnh nhá, không được thẳng đâu. Thì có chỗ là maximum là 60 rồi, nhưng có nhiều chỗ này. Các bạn thấy không? Như chỗ này chỉ 58, 56. Có rất nhiều chỗ mình có để ý là nó tụt xuống tận 55 cơ. Đây như chỗ này 56 này.
Và đây là cái chỗ mà mình chết, FPS tụt xuống tận 36,9. Đó, FPS trung bình sẽ rơi vào khoảng 59,2 các bạn này. Bây giờ mình sẽ để cho máy nghỉ ngơi một chút, mát lại bình thường đã, rồi mình sẽ gắn so lạnh chơi tiếp nhé. Trang bài test thứ hai là gắn so lạnh cho Xiaomi 11 Lite 5GE. Đây, mình gắn rồi nhá. Về đồ họa ở lần test thứ hai này, mình vẫn sẽ để ở mức mượt, cực độ và cửa răng cưa 2X. Bắt đầu. Máy đang là 60% pin, bây giờ mình sẽ bắt đầu đo FPS. Căng thế, căng thế. Vừa bắn đây mà, đâu rồi? Chạy đâu rồi? Bạn à. Chạy đâu? FPS mình đang thấy là khá là đều đấy, cứ tầm khoảng 59-60. Cái đoạn này là lên 61 rất là nhiều này. Màn hình trên Xiaomi 11 Lite 5GE được trang bị tấm nền AMOLED 1 tỷ màu, có HDR cộng, kích thước cũng vừa phải, chỉ 6,55 inch thôi. Màu hiển thị mình thấy rất là sắc nét, độ thực phản cũng cao. Có một điểm duy nhất mình không thích, đó chính là tần số quét chỉ là 90Hz. Trong khi với mức giá này, các bạn đã có thể sở hữu thiết bị có tần số quét là 120Hz rồi. Rồi, cũng được khoảng hơn 10 phút như cái trận 1 mình chơi rồi đấy. Phần trăm pin hiện tại còn 56% pin. Đây là nhiệt độ của máy sau khoảng hơn 10 phút chơi PUBG có gắn so lạnh các bạn này. Ở mặt trước là 33,8 độ. Mát hơn cái lần 1 khoảng 4 độ, lần 1 mình nhớ là khoảng 37 độ. Đây là nhiệt độ của mặt sau các bạn này, 33,4 độ C. Đây sẽ là biểu đồ FPS khi mình chơi PUBG có gắn so lạnh. Đây, so sánh với cái FPS khi mà mình không gắn so lạnh, nó sẽ khác biệt khá là nhiều. Cái sự gập ghềnh không có nhiều đâu nhá. Vẫn chỉ là 59-60 là chủ yếu thôi, chứ không có xuống 55-56 như kiểu là không gắn so lạnh. Nhưng có một cái điều như này, cái FPS trung bình vẫn chỉ là 59,2 thôi. Tổng kết lại với Xiaomi 11 Lite 5GE, khi mà chơi PUBG, cho dù các bạn có gắn so lạnh hay không gắn so lạnh, thì được cái là nhiệt độ sẽ mát hơn khi mà gắn so lạnh thôi. Còn FPS trung bình gần như là giống nhau, chỉ là cái biểu đồ nó có sự chênh lệch một tí thôi. Nếu mà mình test Genshin, mình tin là cái việc mà cái biểu đồ FPS giữa cái việc gắn và không gắn so chắc chắn sẽ khác nhau, bởi vì Genshin nặng hơn PUBG cực kỳ nhiều. Được cái khi mà chơi game trên cái máy này thì cầm rất là mỏng nhẹ, chơi rất là sướng, nó không có bị nặng quá khi mà chơi game. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây, hãy ủng hộ chúng mình bằng cách like, share cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.